Xin chào tất cả mọi người. Nền tảng YouTube là nó chủ yếu là nó tôn vinh cái tính sáng tạo của mình. Những bạn mới làm YouTube á, thì các bạn nên nghiên cứu cái nội dung của mình. Mình sẽ đưa ra cái nội dung của mình để mình làm video, mình tạo ra cái kênh của mình cho nó có thương hiệu. Vì vậy các bạn mới làm đừng có chép y nguyên si cho các bạn lấy nguyên là YouTube nó sẽ đánh bản quyền nha các bạn. Thì đây cái kênh của mình là các bạn là YouTube gửi cho mình một cái mail có một cái kênh, một bạn đó lấy cái video của mình, bạn bê y nguyên si viên cái video lên luôn, bạn chỉ thay đổi cái giọng nói thành trẻ con của bên app SkyMeter thì các bạn chỉnh ra thành cái giọng khác thôi, bạn tải xuống thì không sao nha. Cái mình đã đăng bản quyền ở trên cái kênh mình rồi cho nên YouTube biết hết nha các bạn, cho nên hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách mà mình báo cáo nha và đề nghị xóa video đó nha, vì mình không muốn đánh gậy bạn đó. Mình đánh gậy là xóa ngay lập tức á, là YouTube nó sẽ đánh một gậy cho cái kênh đó thì rất là tội nghiệp bạn đó. Mình không muốn, mình chỉ muốn cho bạn sửa sai, bạn phải thêm nội dung của mình vào nha thì nó mới hợp lệ trên YouTube này nha các bạn. Nền tảng YouTube là nó tôn vinh sự sáng tạo Content ID nha các bạn, vì mình cho bạn đó 8 ngày để các bạn sửa video và gỡ, nhưng mà bạn không có gỡ luôn. Hôm nay YouTube nó mới xóa video của bạn và mình làm video để chia sẻ cho mọi người nha. Thì đây là YouTube nó đã xóa rồi nha các bạn. Các bạn thấy là mục đã xóa nè cho các bạn ha. Đã xóa video rồi ha các bạn ha. Bữa mình gửi mail cho bên YouTube để YouTube nó xóa là ngày 1 tháng 8 nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 nha. Trước tiên là bạn có thể vào cái mail YouTube nó sẽ gửi cho bạn cái mail, hoặc là bạn vào YouTube Studio cái phần mà bản quyền của bạn á, bạn sẽ làm theo hướng dẫn nha. Thì ở đây YouTube nó cho mình những cái mục này nè, bạn sẽ chép cái đường link của cái video mà mình bị bên kia ăn cắp đó các bạn. Thì các bạn chép vào, chép đường link vào, các bạn dán vào đây nha. Và tiếp theo là bạn vào cái kênh của cái bạn mà lấy video của bạn á, bạn chép cái đường link đó nữa, là bạn chép hai cái đường link rồi bạn dán vào cái mục này nha. Rồi bạn sẽ ghi là toàn bộ nội dung hay là một phần video, bạn sẽ xem video này thì bạn đánh giá cho chính xác á, thì YouTube nó mới xóa nha các bạn, nó mới làm theo yêu cầu của mình được nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái phần chủ sở hữu bản quyền thì mình ghi là chính tôi nha các bạn, thì các bạn làm theo mình nha. Và tiếp theo nữa là các bạn ghi tên tên của cái kênh của mình nha, ghi cái tên cái kênh hiện tại của bạn và sau đó bạn ghi quốc gia của mình là mình ở Việt Nam, mình khai trên cái hồ sơ kênh của mình ở đâu thì mình khai ở đó nha. Rồi mình sẽ nhập số điện thoại của mình, rồi mình nhập địa chỉ của mình nhập y chang những cái thông tin mà ở trong cái phần mà xác minh danh tính để kiếm tiền á các bạn, nhập họ tên, địa chỉ, điện thoại, nhập đầy đủ chính xác nha các bạn. Và các bạn nhập email, bạn có một email hoặc hai email cần bạn có thể nhập đầy đủ vào, email phụ, email chính thì bạn nhập vào đây hết nha. Bạn nhớ khai cái phần mã zip code đó các bạn, mã zip code là mã bưu điện á, các bạn vào cái mục kiếm tiền của bạn á thì ở đó nó có cái mục thanh toán á, bạn chép y chang nguyên si những cái thông tin bạn trước đó bạn chép vào đây nha. Nhiều khi mình sợ mình quên á thì cho nên các bạn vào cái mục thanh toán các bạn chép ra nha, rồi các bạn va dán vào cho nó đúng nha các bạn, nó phải khớp cái thông tin thì YouTube nó mới xóa được nha các bạn, và cái kênh mình không bị ảnh hưởng nha các bạn. Ở đây vì là bạn này cũng mới làm, bạn mới đăng cái hai cái video thôi cho nên mình yêu cầu là gỡ thôi, yêu cầu là mình dặn cái lịch để yêu cầu gỡ trong 7 ngày thôi các bạn. Mình không có muốn đánh bản quyền bạn mà mình cũng không muốn bạn xóa liền. Nếu mà mình yêu cầu bạn đó xóa liền là bạn sẽ bị một gậy, cho nên là làm YouTube mà bị một gậy, hai gậy, ba gậy là bay kênh nha các bạn, cho nên các bạn phải giữ trong sạch nha. Mình không có muốn đánh gậy bạn đó vì bạn mới làm, có thể là bạn chưa biết, nhưng mà nền tảng YouTube là nó đề cao cái tính sáng tạo những cái nội dung của mình làm nha các bạn. Rồi các bạn thỏa thuận pháp lý ở đây mình ghi đầy đủ vô đi nha các bạn. Và ở cái phần chữ ký thì bạn ghi họ tên của bạn nha, bạn ghi họ tên có dấu đầy đủ nha, ghi chữ in hoa nha, họ tên giống như trên căn cước mà hồi bữa mình khai để mà làm cái xác minh danh tính để mình rút tiền đó các bạn, thì mình khai đầy đủ, mình làm những cái gì đều giống giấy tờ hết nha các bạn, chỉ là tên kênh thì mình đặt theo tên của kênh thôi nha các bạn, còn những cái thông tin là mình làm theo giấy tờ hết nha các bạn, chính xác nha, bạn người điền y chang giấy tờ nha. Bây giờ xài căn cước công dân hết rồi các bạn, chứng minh nhân dân thì đừng có khai nữa, xài căn cước công dân hết nha. Khi bạn vừa mới gửi cái đơn báo cho YouTube xong thì YouTube nó xác nhận vi phạm bản quyền và nó thông báo cho mình là ngày nào nó sẽ lên lịch nó xóa. Thì sau đây là cái ngày mà nó vừa mới xóa, hôm nay là ngày 8 tháng 8 nha các bạn. Thì mình làm video này nó đã thành công, nó đã xóa thành công rồi. Thì mình làm video để chia sẻ cho các bạn, những bạn mới làm YouTube thì các bạn rút kinh nghiệm đừng có lấy nội dung y chang các bạn. Trước khi lấy các bạn xin phép chủ kênh người ta có đồng ý cho bạn lấy hay không. Nếu mà chủ kênh đồng ý cho lấy thì lấy bao nhiêu phút mình đăng lên nó, nhiều khi chủ kênh cho. Nhiều khi chủ kênh cho bạn lấy nội dung nhưng mà YouTube nó đánh cũng vậy rồi nha các bạn. YouTube nó có phần mềm
duyệt bản quyền nha các bạn. Cho nên làm gì là mình sáng tạo nội dung của mình thì chính xác hơn nha. Kênh mình mà bị YouTube xóa về bản quyền hoặc là bị đánh gậy là không có uy tín nha các bạn. Các bạn phải làm lại kênh mới thì mới chắc chắn nha. Cho nên những bạn mới làm, các bạn nhớ là sáng tạo nội dung của mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt tất cả mọi người.